Bây giờ là thời gian dành cho dự báo thời tiết. Chào ngày mới chị Hồng Dao, thời tiết Nam Bộ ngày hôm nay thì có dịu nóng không ạ? Chào ngày mới anh Nhật Vinh và quý vị khán giả. Hôm nay Nam Bộ tiếp tục là một ngày nắng mạnh. Ngay lúc này trời còn dịu mát, nhưng mà đến khoảng 10 giờ trời sẽ nóng lên và nhiệt độ tăng nhanh theo nắng. Nắng nóng xảy ra nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Bộ như là Biên Hòa, Long Khánh, huyện Đồng Phú, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh với mức nhiệt là từ 35 cho tới 36 độ. Còn tại khu vực miền Tây Nam Bộ, trong đó có Cần Thơ và các nơi khác, nhiệt độ sẽ dao động là từ 32 cho tới 34 độ. Đây cũng là một mức nhiệt cao đối với vùng sông nước, bởi vậy ở lâu ngoài trời, quý vị sẽ cảm thấy rõ cái nóng và khó chịu. Trong những ngày nắng và nóng như thế này, chị em phụ nữ ra ngoài không thể thiếu áo chống nắng. Tuy nhiên, nhiều loại áo chống nắng có phần mũ, trùm kín, phía trước có kéo khóa cao thay thế cho khẩu trang làm giảm đi tầm nhìn, khiến cho việc di chuyển và quan sát bị cản trở, nguy hiểm khi tham gia giao thông. Chị em nên chọn những loại áo chống nắng gọn gàng, phù hợp để đảm bảo an toàn. Tại Cần Thơ, dự báo từ 7 giờ, trời đã có nắng. Càng về trưa, chiều thì nhiệt độ sẽ tăng cao theo nắng, vào lúc 13 giờ là 33 độ. Phải đến chiều tối thì không khí mới dịu mát, nhiệt độ vào lúc 19 giờ là 27 độ, cảm giác dễ chịu. Chuyển sang thời tiết tại thành phố Phú Quốc, ngày hôm nay dự báo trời nắng từ sáng cho đến chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 32 độ, gió biển thổi đều nên không khí thoáng đãng. Trên biển, vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang, thời tiết tốt, hôm nay trời nắng, gió cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, có gió cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét, tầm nhìn xa trên 10 km.